Rồi bây giờ mình đã vô được lớp rồi. Cultivate. Cái được gọi là gieo rắc trong tiếng Anh. Tại sao bạn lại gieo rắc cái này cái kia? Thì đây là cái động từ cultivate. Và mình sẽ có được gọi là những cái dòng suy nghĩ trong tiếng Anh. Dòng suy nghĩ. Thought. Quan điểm. Quan điểm. Danh từ, tất cả là danh từ hết. Thì anh Quang sẽ có cái từ được gọi là perspective. Perspective. Tôi có quan điểm, tôi có quan điểm tôi có quan điểm riêng của tôi về vấn đề này. The first case. Tôi có quan điểm riêng của tôi. Cái gì đó mà anh Quang nói cái từ riêng của ai đó thì anh Quang nhấn từ own. Để làm own trong tiếng Anh. Own. Own. Tôi có quan điểm riêng của tôi về vấn đề này, cho nên hãy lắng nghe tôi nói. How do you say this in English, Mr. Wei? Tôi có quan điểm riêng của tôi về vấn đề này, cho nên hãy lắng nghe tôi nói, Mr. Wei, please. I have our perspective. Quan điểm riêng của tôi là gì ạ? My, my. My own perspective. Very good. My own perspectives. Bạn cần lắng nghe, bạn cần lắng nghe tôi nói, tôi sẽ chia sẻ tất cả những gì tôi suy nghĩ với bạn. Bạn hãy lắng nghe tôi nói như vậy. Anh quay hay dùng cái từ là bạn hãy trong tiếng Anh, bạn hãy làm cái này, hãy làm cái kia. Thì lúc này anh quay sẽ hãy dùng từ là please. Please sẽ chọn dùng cái động từ nguyên mẫu trong tiếng Anh. Như vậy bạn hãy lắng nghe tôi nói, Mr. Way, please. Bạn hãy lắng nghe tôi nói. Please, hear me. Yes, lắng nghe trong tiếng Anh. Mình đang có cái từ gọi là nghe thấy. Bạn có nghe thấy cái tiếng gió không? Thì khi anh quay hỏi nghe thấy không thì anh quay sẽ nói đến cái từ gọi là hear trong tiếng Anh thì gọi là nghe thấy. Còn mà lắng nghe trong tiếng Anh, nếu mà lắng nghe thì mình hãy dùng từ là listen to. Listen to. Bạn hãy lắng nghe tôi nói. Bởi vì tôi có cái quan điểm riêng của tôi về vấn đề này, Mr. Way, please. Bạn hãy lắng nghe tôi nói. Bởi vì tôi có quan điểm riêng của tôi về vấn đề này. Please listen to me. Tôi có quan điểm của tôi có quan điểm riêng của tôi. I have my own perspective. Yes, về vấn đề này. About problem. About this problem. Very good. About this problem. About this problem. Nếu bạn không lắng nghe tôi nói, có nghĩa điều này có nghĩa là bạn không cho phép tôi chia sẻ sự tôi chia sẻ quan điểm của tôi. Cho phép thì đang có từ cho phép trong tiếng Anh là allow, Mr. Wayne, allow. Bạn không cho phép tôi chia sẻ quan điểm cá nhân của tôi, Mr. Wayne, please. Bạn không cho phép tôi chia sẻ quan điểm cá nhân của tôi. You don't allow Yes, allow thì cho phép ai? Thì cái tên người nó sẽ đứng ở đây. Allow somebody to allow something. Bạn không cho phép tôi chia sẻ quan điểm cá nhân của tôi. Allow somebody to do something. Mr. Wade, please. Allow me to Quan điểm cá share nhân của tôi. Quan điểm cá nhân của tôi. my own perspective. Yes, my own perspective. Khi tôi giao tiếp với mọi người thường gieo rắc những cái sự suy nghĩ của họ vào đầu tôi. Giao tiếp với mình sẽ có cái động từ được gọi là communicate with, alright. Khi tôi giao tiếp với mọi người thường thường gieo rắc những cái sự suy nghĩ của họ vào đầu tôi, Mr. Wade, please. Khi tôi giao tiếp với mọi người thường gieo rắc những sự suy nghĩ của họ vào đầu tôi.
When I communicate with everybody, Mọi người thường often những sự gieo rắc, mọi người thường gieo rắc những sự suy nghĩ của họ vào đầu tôi, Mr. Waiters. everybody cultivate. Yes, Mr. Wayne. Everybody cultivate Yes, cultivate. Mọi người thường gieo rắc những sự suy nghĩ của họ vào đầu tôi. Họ thường gieo rắc sự suy nghĩ của họ vào đầu tôi. Sự cultivate thought. thought into heart, Mind cái cái đầu đầu, tiếng Anh đầu, cái tâm trí, tâm óc là mind trong tiếng Anh, còn cái đầu my alright head. Rồi ở đây thì anh Quay có thể nói rằng là khi bạn giao tiếp và họ và người khác không cho bạn nói, điều này có nghĩa là bạn người ta muốn bạn lắng nghe người ta nói, người ta không muốn bạn nói. Khi bạn giao tiếp người khác không cho bạn nói, người ta hay dùng cái từ không cho hoặc là cho ai đó làm cái gì đó, cho ai làm gì thì mình quay đến cái từ gọi là let somebody do something. Khi bạn giao tiếp người khác không cho bạn nói, English please Mr. Wayne. Khi bạn giao tiếp người khác không cho bạn nói. When you communicate and Yes, khi bạn giao tiếp, người khác không cho bạn nói. Yes, người khác không cho bạn nói. Người khác không cho bạn nói. anyone Yeah, mình đã có từ khác trong tiếng Anh thì anh quay nhớ cái từ khác là hai chữ. thế là khác là another Hoặc là other. other people Yes, very good. Other people. Các bạn người khác không cho bạn nói. other people let me Không cho. Từ không trong tiếng Anh nữa, nếu mà đằng sau từ không mà chồng anh quay đang dùng hoạt động trong tiếng Anh. Yes, very good. Thì lúc này anh quay nhớ cái từ không nên nó sẽ có hai chữ thôi. Từ don't và doesn't trong tiếng Anh. Người khác không cho bạn nói khi bạn giao tiếp với họ. Mr. Way, please. Nếu người khác không cho bạn nói khi bạn giao tiếp với họ. Nếu người khác không cho bạn nói khi bạn giao if everybody doesn't let me Yes, không cho bạn nói cái kiểu mà nói chuyện. Chứ không phải là nó lặp lại cái câu nói, nếu mà nói theo kiểu nói chuyện thì anh quay nghe nó cứ nói doesn't let me nói, mà mình nói mà để mình ra chuyện á thì lúc nào anh quay nghe nó cái từ talk trong tiếng Anh. me talk. Yes, còn nói mà người ta hay hỏi là mà bạn nói cái gì vậy, thì khi mà mình lặp lại cái câu nói của mình thì người ta sử dụng từ say trong tiếng Anh. Say tôi nói cái câu này, I say this sentence, và tôi sẽ lặp lại câu này, I will repeat this sentence. Họ không cho bạn nói, họ không cho bạn nói khi họ giao tiếp với bạn. Điều này có nghĩa là họ không tôn trọng bạn. Thì anh quay nhớ đến cái từ tôn trọng là gì? Tôn trọng. Very Respect. good. Respect, Mr. Way. Và không tôn trọng thì anh quay sẽ có từ nói vô rất là hay nè. Disrespect. Rồi bây giờ mình sẽ nối một cái khúc này vô. Rồi bên anh quay đang bị nhiễu sóng nó vang lại quá. Anh quay ara vào lại giúp em nha. Quay. Okay. Respect, disrespect, alright. Tôi chuẩn bị tiếng Anh để tôi có thể nói chuyện, để tôi có thể giao tiếp với người khác bằng tiếng Anh. Mr. Way, please. Tôi chuẩn bị
Tôi chuẩn bị kiến thức tiếng Anh cho bản thân tôi. How do you say this in English, Mr. Wei? Tôi chuẩn bị kiến thức tiếng Anh cho bản thân I prepare the English knowledge for myself. Very good. For myself. Self. Self, Mr. Wei. Self. Very good. Self. Yes, okay. Tôi muốn giao tiếp với mọi người bằng tiếng Anh. Tôi muốn giao tiếp với mọi người bằng tiếng Anh. English, please, Mr. Wei. Tôi muốn giao tiếp với mọi người bằng I want to communicate with everybody by English. Yes, bằng bằng ngôn ngữ nào thì mình luôn luôn dùng cái từ là in English. In English. Còn by là bằng phương tiện là xe hay là cái gì nọ. Này nọ bằng xe, này nọ thì anh quay sử dụng từ by trong tiếng Anh. Right? Khi người ta giao, khi họ giao tiếp với tôi, họ muốn tôi lắng nghe họ nói chuyện. Nhưng khi tôi nói chuyện, họ lại không muốn lắng nghe tôi nói. Khi họ giao tiếp với tôi, họ muốn tôi lắng nghe họ nói chuyện. Mr. Way, please. Khi họ giao tiếp với tôi, họ muốn tôi lắng nghe họ nói chuyện. They Là gì? want to communicate with me. Yes. Họ muốn tôi lắng nghe họ nói chuyện. Want to Họ muốn they want want me listen to talk to us. Yes, talk to us. All right. Họ muốn tôi lắng nghe họ nói chuyện. Thì anh Quay đang có cái từ được gọi là lắng nghe. Listen to bây giờ tiếng Việt như thế nào? Anh Quay cứ ráp ráp nó vô. Nó sẽ đơn giản ví dụ nha. Anh Quay đang nói một câu mà đầy đủ chủ động vị trong tiếng Việt rồi. Và phía sau tự nhiên nó có một cái khúc đuôi nho nhỏ là một cái động từ. Thì anh Quay có thể cộng trực tiếp với vocab in. Tại vì ở đây là cái từ nối vô thôi. Mình sẽ cộng trực tiếp với vocab in khi mình có một cái thông tin phụ ở phía sau luôn. Như vậy, họ muốn tôi lắng nghe họ nói chuyện. Và đặc biệt là từ muốn. Nếu mà mình muốn mà muốn cộng cho con người, nói chung là muốn mà đứng sau từ muốn mà người quá dễ. Khi mà anh quay thấy động từ thứ nhất xuất hiện nhưng mà sau đó là có động từ thứ hai thì cái to nó luôn luôn đi kế bên cái động từ thứ hai. Còn trước cái từ to nó đi cái tên nào cũng được mặc kệ nó. Như vậy họ muốn tôi lắng nghe họ thì anh quay rap khúc đầu tiên như thế nào ạ? Họ muốn tôi lắng nghe họ. They want me Yeah. Don't want me to listen to thì là lắng nghe. Họ muốn tôi lắng nghe là lắng nghe cái gì? Tại listen to gọi là listen to cái gì? Họ muốn tôi lắng nghe, họ muốn tôi lắng nghe họ nói chuyện. listen Lắng nghe họ nói chuyện. listen to Lắng nghe họ. They. listen to us No. Họ trong tiếng Anh thì mình đang có từ là they trong tiếng Anh. Đây là đứng mà them, yes. Chúng tôi là we và phía sau là us. Như vậy họ muốn tôi lắng nghe họ nói chuyện. Mr. Way, please. they want me to listen to them talk to Giờ từ từ là họ muốn tôi lắng nghe họ nói chuyện. Như vậy họ muốn tôi lắng nghe. Như vậy từ muốn là hành động thứ nhất. Lắng nghe là hành động thứ hai. Như vậy trong một câu đã đầy đủ chủ động vị rồi, họ muốn tôi lắng nghe họ là đầy đủ rồi. Nhưng mà bây giờ anh quay muốn nối thêm một cái động từ cuối cùng vào thì lúc này cái động từ cuối cùng một kia người ta sẽ nối bằng cách là thêm verb in trong tiếng Anh ở cuối câu. Như vậy họ muốn tôi lắng nghe họ, anh quay đọc cái câu họ muốn tôi lắng nghe họ là nó đã đầy đủ một rồi. Nói chuyện với họ, họ muốn tôi lắng nghe họ nói chuyện. English please, Mr. Way please. want me to listen to them
talking. Very good. They want me to listen to them talking. Như vậy khi mà mình đầy đủ một cái câu chủ động vị rồi, nó đủ một cái câu trong tiếng Việt rồi. Nhưng mà tiếng Việt mà nó lại có chiều hướng là cứ thêm thêm vô. Thì cái khúc mà thêm cuối cùng ở phía sau người ta sẽ thêm verb in nếu mà nghĩa chủ động. Thêm verb by đi nếu mà nghĩa việc bị động thì mình sẽ thực hành cái đó sau. Khi tôi giao tiếp với họ, họ tôn trọng tôi. Nếu họ tôn trọng tôi, họ sẽ lắng nghe tôi nói chuyện. Mr. Waitlist. Khi tôi giao tiếp với họ, nếu họ tôn trọng tôi, họ sẽ lắng nghe tôi nói chuyện. When I communicate with them, if they Yes, if they respect respect me, me. Nếu họ tôn trọng tôi, họ sẽ lắng nghe tôi nói chuyện, Mr. Waitlist. Họ sẽ lắng nghe tôi nói chuyện. if they Yes. respect me, they will listen to me talking. Very good. They will listen to me talking. They will listen to me talking. Khi nếu bạn không lắng nghe người khác nói chuyện, điều này có nghĩa là bạn không tôn trọng người khác, Mr. Waitley. Nếu bạn không lắng nghe người khác nói chuyện, điều này có nghĩa là bạn không tôn trọng người khác. Nếu bạn If you don't listen Nếu bạn to không nghe người khác nói chuyện, nếu bạn không lắng nghe người khác nói chuyện. if you don't No, lắng nghe ai? Lắng nghe phải có người, lắng nghe phải có listen nội dung. to talking, Nếu bạn không lắng nghe người khác nói chuyện, người khác. to anyone Người khác mình nhớ đến cái từ khác trong tiếng Anh là chữ another. Người khác another lắng nghe người khác nói chuyện. if you don't listen to another people talking. Yes, other people talking Other very good. people. Điều này có nghĩa là bạn không tôn trọng người khác. Điều này có nghĩa là bạn không tôn trọng người khác, Mr. Waitley. You don't respect them. Người khác à? Khác và người khác. Người khác à? Respect other people. Very good. Respect other people. Bạn hỏi tôi nhưng tôi không nghe rõ câu hỏi của bạn. Bạn có thể lặp lại không? Bạn hỏi tôi nhưng tôi không nghe rõ câu hỏi của bạn, Mr. Waitley. Bạn hỏi You tôi không nghe ask rõ câu me, hỏi của bạn. I don't hear the question. But I cannot hear your question. Bạn có thể lặp lại câu hỏi của bạn không, Mr. Waitley? Bạn có thể lặp lại câu hỏi của bạn không? Bạn có thể lặp lại câu hỏi của bạn không? You can Khi mà mình hỏi đặt câu hỏi có thể không thì nó ngược lại, lật ngược lại. Very good. Bạn có thể lặp lại câu hỏi của bạn không? Lặp lại là mình đang có chữ là repeat, Repeat. Mr. Wade. Repeat, Repeat. Can you repeat here. Lặp lại câu hỏi của bạn không? Câu hỏi là gì, Mr. Wade? your question. Very good. Can you repeat your question?
Can you repeat your question? Bạn không lặp lại câu hỏi của bạn, tôi sẽ không thể trả lời bạn tại vì tôi không nghe được, tôi không nghe được câu hỏi của bạn. Tiếng Việt mình hay có từ được đó anh ơi. Cái từ được trong tiếng Việt á, khi mà anh quay nói trong tiếng Việt mà anh quay nhớ đến cái từ được thì luôn luôn là dùng có chữ can hoặc là can not trong tiếng Anh. Tôi không nghe được có nghĩa là tôi không thể nghe được. Như vậy, nếu bạn không lặp lại câu hỏi của bạn, tôi không trả lời được. Tôi không trả lời bạn được, Mr. Way, please. Nếu bạn không lặp lại câu hỏi của bạn, tôi không trả lời bạn được. If Nếu bạn you không don't lặp lại repeat câu hỏi của bạn. your question, Tôi không trả lời bạn được. Tôi không. I cannot Yes, trả lời bạn. I I cannot answer cannot. Yes, I cannot answer your question. I cannot answer your question. Tôi cần bạn nói chậm lại tại vì tôi không thể bắt kịp tốc độ nói của bạn. Tôi không thể nắm được cái câu của bạn. Tôi cần bạn nói chậm lại, Mr. Way, please. Tôi cần bạn nói chậm lại. I need you to talk slowly. Talk là nói chuyện, còn mà mình nói bình thường thôi. Khi mình dùng từ nói. Say slowly. Say là nói về cái lặp lại câu nói của mình. Bạn vừa nói như vậy. Bạn vừa nói như vậy thì đó là mình dùng từ say. Còn nếu mà nói mà mình chỉ đề cập chung chung thôi, người ta sẽ dùng từ speak trong tiếng Anh. Tôi cần bạn nói chậm lại, English please. Nói mà nói cho ra chuyện luôn, nói cho ra nguồn nguyên nhân lý do tại sao vậy, thì lúc đó anh quay dùng từ talk, kiểu mà nói nhiều chuyện. Còn say là giống như là mình nói câu đó và mình không nghe rõ, mình kêu người ta lặp lại, thì lúc đó người ta sẽ dùng từ say. Rồi còn tiếp tục cuối cùng là từ speak, là chỉ cần người ta chỉ cần biết là cái nội dung mình nói là gì thôi. Như vậy tôi cần bạn nói chậm lại, tôi không thể nắm được những gì bạn nói. Nắm trong tiếng Anh có nghĩa là nắm bắt được. Khi mà anh quay nắm được cái gì đó có nghĩa là anh quay nắm bắt được, và lúc này anh quay sẽ có một chữ rất là hay là từ get trong tiếng Anh. Get, get. Tôi cần bạn nói chậm lại tại vì tôi không thể nắm nắm được những gì bạn nói, Mr. Way, please. I want you to speak slowly. Yes, tôi không thể nắm được những gì bạn nói. Tôi không thể nắm được những gì bạn nói. Tôi không thể nói. I cannot get the Yes, I cannot. question. Tôi không thể nắm được những gì bạn nói. Tôi không thể nắm được những gì bạn nói. Nắm được rồi. I Get cannot get những gì thì gọi là cái gì trong tiếng Anh, là mình dùng từ trong tiếng Anh. Như vậy what yes, tôi không thể nắm what được những gì bạn nói, Mr. Way, please. Tôi không thể nắm được những gì bạn nói. cannot get what you Cannot get what you speak. Okay. Bạn giúp tôi thực hiện công việc này, tôi sẽ rất mang ơn bạn. Thì người ta hay dùng như thế trong câu nói của tiếng Việt. Mình nói cái từ mang ơn trong tiếng Anh là cảm thấy biết ơn, thì tính từ tôi nói được gọi là grateful. Grateful sẽ là grateful to hoặc là towards người nào đó, biết ơn người nào đó. About cái gì đó là về cái gì đó. Alright, tôi cảm thấy biết ơn bạn khi bạn làm những điều này cho tôi, Mr. Way, please. Tôi cảm thấy biết ơn bạn khi bạn làm những điều này cho tôi. Tôi cảm thấy Feel biết ơn.
I feel grateful. grateful, Yes, grateful. grateful, Yes, Mr. Way, grateful. grateful, grateful, Grateful. grateful, Very good, grateful. grateful. Tôi cảm thấy biết ơn bạn ạ. I feel I feel to Yes, tại vì bạn làm những điều này cho tôi, Mr. Waitley. Tại vì bạn làm điều này cho tôi. because Làm you did những điều này, những điều này, những cái này là gì, Mr. like that. Wayne? Như này mới là like that. Còn những cái này thì anh quay như cái từ these. These sẽ cộng với danh từ số nhiều trong tiếng Anh. Còn mà These. like that có nghĩa là như thế này. Như thế nào. Còn like that được gọi là như thế kia. Còn mà like this thì được gọi là như thế này trong tiếng Anh. Như thế này. Bạn These. làm những điều này cho tôi. Tôi rất tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi đến bạn. Như vậy mình đang có thể được gọi là lòng biết ơn trong tiếng Anh, hay được gọi là gratitude. Gratitude, gratitude, bày tỏ. Thì anh quay có từ bày tỏ, từ biểu đạt đó. Mình hay dùng là chữ express. Express. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi đến bạn, Mr. Way, please. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi đến bạn. I want to gratitude to you. Very good. I want to express my gratitude to you. Very good. Tôi không thể sorry. Tôi biết bạn làm những điều nào, tôi nhớ biết bạn làm những điều này cho tôi và tôi rất mang ơn bạn. Mr. Waitlist, tôi biết bạn làm những điều này cho tôi và tôi rất mang ơn bạn. I know you do this me. Cho tôi biết bạn làm những điều này cho tôi và tôi rất biết ơn bạn, Mr. Waitlist. Tôi biết bạn làm những điều này cho tôi. Tôi biết. Khi bạn quay I thấy know. mà nó có một cái câu dài là dài á, thì anh quay phải dùng từ that trong tiếng Anh. Sau một cái hành động mà muốn có một câu dài thì sau hành động nó phải có một cái từ that để nó nói câu dài phía sau vô. Tôi biết bạn là I know you. Nhưng mà bây giờ tôi biết bạn, cái từ bạn nó có quá trời chữ phía sau luôn thì phải có từ that để nói hai câu lại với nhau. Tôi biết bạn làm những điều này cho tôi, Mr. Way, please. I know you that I know that you were. I know you that No, no, I know that you were. Khi mà sau từ biết là tôi biết này. Bạn quay muốn ráp một cái câu dài thì sau đó phải là that. Sau đó mới là chủ động vị trong tiếng Anh. Còn nếu mà từ I know you có nghĩa là tôi biết bạn, tôi biết bạn, tôi nhận ra bạn, tôi biết bạn là ai, thì lúc đó người ta mới gọi là I know you. Còn đây tôi biết bạn làm những điều này cho tôi là sau tôi biết nó một câu dài luôn chứ không phải là tôi biết người đó thôi. Thì lúc này mình sẽ xài từ khác à. Tôi biết bạn làm những điều này cho tôi, Mr. Way, please. I know that you do this me. Cho tôi à. Tôi biết bạn làm những điều này cho tôi. This for me. Yes, these things for me. This thing. Yes, những điều này, những cái này thì anh quay đang có từ these nè. This. Còn từ điều và từ vật, điều, vật hoặc là việc trong tiếng Anh. Thì lúc này anh quay nhớ cái chữ This thing. là thing, yes. Như vậy tôi biết bạn làm những điều này cho nên tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi đến bạn, Mr. Way, please. Tôi biết bạn làm những điều này cho nên tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi đến bạn. I know
Dust. I do dust. You do this thing for Yes, cho nên tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi đến bạn. Tôi muốn bày tỏ me. lòng biết ơn. So I want to Bày tỏ lòng biết ơn của expect tôi đến bạn. expect gratitude to you. Very good. Express my gratitude, Mr. Gratitude. Wei. Gratitude. Yes, Gratitude. gratitude. Very good. All right. Tôi, khi tôi giao tiếp, tôi sẽ để ý đến cảm xúc của người khác. Và tôi khi tôi giao tiếp, tôi sẽ để ý đến cảm xúc của người khác, tại vì tôi cần đảm bảo họ hiểu những gì tôi nói. Mr. Way, please. Khi tôi giao tiếp, tôi sẽ để ý đến cảm xúc của người khác, tại vì tôi cần đảm bảo họ hiểu những gì tôi nói. When I communicate. Yes, very good. Khi tôi giao tiếp, tôi sẽ để ý đến cảm xúc của người khác. Để ý đến cảm xúc của người khác. Để ý là mình đang có một cái từ được gọi là chữ notice. Chú ý để ý trong tiếng Anh. Chú ý. Hoặc là người ta hay dùng cái từ để ý theo kiểu là mình nào, chú ý vào, pay attention to. Đây thì nó sẽ mang hơi hướng của từ để ý hơn. Ở đây để ý, ở đây là chú ý, cái gì đó sắp sửa xảy ra. Notice, pay attention to. Pay attention to, notice. Tôi để ý đến cảm xúc của người khác khi tôi giao tiếp. Mr. Way, please. Tôi để ý đến cảm xúc của người khác khi tôi giao tiếp. I noticed other people emotion Very good. Khi tôi giao tiếp với họ. when I communicate with Họ. them. Very good. With them. Khi tôi giao tiếp, tôi sẽ để ý đến ánh mắt và biểu cảm gương mặt. Thì anh quay nhớ đến cái từ mà ánh mắt trong tiếng Anh. Ánh mắt. Eyes. Okay, eye contact, biểu cảm gương mặt, thì anh quay nhớ đến cái chữ được gọi là gesture, gesture, Mr. Way, please, gesture. Còn Yes. biểu cảm cơ thể cũng như là tay chân để sao. Thì anh quay nhớ đến cái biểu cảm cơ thể được gọi là posture. Posture, alright. Khi tôi giao tiếp, tôi sẽ để ý đến ánh mắt và biểu cảm gương mặt. Tại vì tôi cần hiểu người mà tôi giao tiếp với, mà tôi nói chuyện với. Mr. Way, please. Khi tôi giao tiếp, tôi sẽ để ý đến biểu cảm và ánh mắt. When I will notice the gesture and eye contact. Very good. The gestures and eye contact. Tôi cần đảm bảo rằng họ hiểu những gì tôi nói.
Tôi cần đảm bảo rằng họ hiểu những gì tôi nói, Mr. Way, please. Đảm bảo nhớ lắm mà quên quên. Đảm bảo à? Mr. Way sẽ có chữ to be sure hoặc là make sure, okay, make sure hoặc là assure. Tôi cần đảm bảo họ hiểu những gì tôi nói, Mr. Way, please. Tôi cần đảm bảo họ hiểu những gì tôi nói. I need to make sure I need to make sure make what Tôi... I speak. Very good. Tôi... Yes, very good. What I say, for example, tôi không thể đảm bảo tôi sẽ giúp bạn trong trường hợp này. Tôi không thể đảm bảo tôi sẽ giúp bạn trong trường hợp này. I cannot make Khi mà anh quay cảm thấy lưỡng lự trong cái câu nói là mình không biết mình làm cái gì, tôi không biết là tôi có đi được hay không. Khi mà nói đến cái sự lưỡng lự thì còn là người ta sẽ nói đến cái từ hesitation. Khi nói đến cái sự lưỡng lự như thế này thì lúc đó anh quay đến cấu trúc là từ whether trong tiếng Anh. Whether chủ động vị chẳng hạn, hoặc là whether chủ động vị or not chẳng hạn trong tiếng Anh. Như vậy tôi không thể đảm bảo tôi có thể giúp bạn trong trường hợp này. Như vậy khi mà nói trong tiếng Việt mà mình đang có một cái sự lưỡng lự về Vietnamese, thì anh Quay nhớ đến cấu trúc là qua vậy. Được. Anh Quay cứ nói Quên một câu ở phía trước đi, câu phía trước câu gì cũng được hết. Sau đó cái khúc mà lưỡng lự á, thì lúc đó mình sẽ nhấn cái từ weather vô là người ta nghe, người ta cảm nhận được liền. Tôi không thể đảm bảo tôi sẽ có thể giúp bạn trong trường hợp này, Mr. Way, please. I cannot make sure whether I will help you. Yes, whether I will help you. Very good. Trong trường hợp này à? Trong trường hợp. In this case. Very good in this case. Tôi giúp bạn. Tôi không cần bạn trả ơn cho tôi. Pay. Trả ơn trong tiếng Anh. Tôi sẽ có một cái trả ơn. Ở trên đây là pay back. Của người nào đó. Đây là vừa trả trả cái gì cũng được, trả ơn hoặc là trả oán thì đều là một chữ, là payback for, tùy vào cái ngữ cảnh mà mình sẽ tạo nên một cái nghĩa đó. Bạn nợ tôi rất bạn nợ tôi nhiều nhưng tôi không cần bạn trả ơn cho tôi. Nợ là gì, Mr. Mình nợ ai đó, động từ là từ u. Mr. Way, please. Ooh. Yes, ooh. Cái này là đọc mà theo kiểu tiếng Anh châu Á nè. Còn tiếng Anh mà của người bản xứ thì người ta sẽ đọc là theo âm O trong tiếng Anh. Chữ O là chữ O mà. Oh. Yes, that's it. Đơn giản thôi. Oh. Yes, còn cái từ W này là cái âm mà không có đọc lên âm điếc à. Nên có cũng được, không có cũng không sao. Và thường người ta sẽ bỏ đi, người ta chỉ đọc âm âu thôi. Bạn nợ tôi rất nhiều. Tôi không cần bạn trả ơn cho tôi, Mr. Way, please. Bạn nợ tôi rất nhiều. You owe me a lot No. Anh quên mà dùng từ a lot of là nó sẽ bị rối một chút xíu. Tại vì a lot of, sau từ of nó phải có một cái danh từ. Mình dùng từ nhiều, a lot of cho danh từ thôi. Còn nếu mà mình dùng cho động từ, mình làm cái gì đó nhiều, thì cái hành động nhiều mà làm cái gì đó nhiều, thì lúc này anh quay sẽ nhớ đến cái từ a lot trong tiếng Anh, a lot. Bạn nợ tôi rất nhiều, thì anh quay nói như thế nào?
You owe Very good. You owe me a lot. You owe me a lot. Okay, you owe me a lot. Tôi không cần bạn trả ơn cho tôi. Tôi không cần bạn trả ơn cho tôi. Mr. Wade, lot. I don't need to pay back for me. yes, I don't need you. Thì cái đó là một cái hành động thứ nhất của tuần. No, no, no. Bạn yes, trả ơn cho tôi Did nào. you to pay back for me? Very good. I don't need you to pay back for me. Okay. Khi bạn giao tiếp với tôi, bạn gieo rắc những cái dòng suy nghĩ tiêu cực vào đầu tôi. Thì anh quay đang 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 kéo cái này đến từ cultivate này và từ care for này và từ help grow này. Cultivate là cái cách thứ nhất là cultivate, cách thứ hai là cultivate. Cultivate, yes, đọc hai cách đều rất là hay. Đọc thi thì nghe nó không sang mà đọc thơ thì nghe rất là sang. Nó có hai cách luôn và hai cách này nó ghi trong từ điển luôn nha anh. Cultivate, alright. Cultivate. Yes, khi bạn giao tiếp với một người nào đó, họ sẽ gieo rắc cái sự suy nghĩ của họ vào đầu bạn. Mr. Way, please. Khi bạn giao tiếp với một người nào đó, When you communicate with other people, một người nào đó, quên một người nào đó, another people, cái đó another person, person, person. nhưng mà cái từ another person là một người khác rồi, còn từ một người nào đó là nó khác. Bây giờ mình đang có chữ một người nào đó thì anh quên sẽ nhớ đến từ somebody, someone, một nơi nào đó, somewhere, một cái gì đó, something, one, two, three, four. Khi bạn giao tiếp với một người nào đó, khi bạn giao tiếp với một người nào đó, họ sẽ gieo rắc sự suy nghĩ tiêu cực của họ vào não bạn. Mr. Way, please. Khi bạn giao tiếp với một người nào đó, Communicate with somebody, they will cultivate. cultivate Yes, họ sẽ gieo rắc, cultivate họ sẽ gieo rắc, họ sẽ gieo rắc những cái sự suy nghĩ tiêu cực của họ vào não bạn. Họ sẽ gieo rắc những sự suy nghĩ tiêu cực của họ vào não bạn. tiêu cực, Tiêu cực, negative, please. negative. Tích cực sẽ trái nghĩa với nó, thì mình đang ôn đến cái từ tích cực trong tiếng Anh là chữ positive. Tích cực. Negative, Yes, negative, positive. positive, Alright. Và cái từ thi mình đọc nhẹ positive. thôi. Không phải là âm, không phải là cái dấu huyền của tiếng Việt, mà nó chỉ là một cái âm nhẹ thôi. T, T, Mr. T. T, Yes, negative. negative, Yes. negative, Yes, negative. Very positive, yes, positive. Bạn, khi positive. bạn giao tiếp với một người nào đó, họ sẽ gieo rắc những cái sự suy nghĩ tiêu cực vào não bạn. Mr. Way, please. Họ sẽ gieo rắc những sự suy nghĩ tiêu cực vào não bạn. Very good. Vào não bạn, vào vào não bạn. Bạn của bạn là gì, Mr. Way? Vào não bạn. Yes, very good. Your mind. Cho nên bạn cần ở gần những cái người tốt, thì mình ở gần ai đó. Ở đây không phải là
nói về cái khu vực địa lý là sống gần nhà nhau, ở gần đây, giống như là mình trong một cái mối quan hệ thì lúc nào anh qua sử dụng cái là surround ai đó. Ví dụ như tôi ở gần những người tốt là surround myself with cái người như thế nào đó, là đây là cách dùng. Tôi ở gần những người tốt cho nên tôi sẽ học hỏi nhiều thứ từ họ. Mr. Way, please. Tôi ở gần những người tốt cho nên tôi sẽ học hỏi nhiều thứ từ họ. Những I surround myself with best people. và tôi sẽ học hỏi nhiều thứ từ họ. I will study from them. Okay, and I will study bad things from them. Alright. Khi bạn quan tâm đến một người, họ họ sẽ có thể gieo rắc những cách suy nghĩ của họ vào não bạn. Khi bạn quan tâm đến một người, quan tâm đến là gì? Quan tâm đến, đây là động từ trong tiếng Anh. Thì tính từ thì anh quay sẽ dùng là concerned about xong trong tiếng Anh. Còn quan tâm mà theo kiểu mà chăm sóc được khác nữa. Quan tâm mà theo kiểu mà suy nghĩ về là concerned about. Còn quan tâm mà theo nghĩa nghĩa là chăm sóc ấy thì anh quay sẽ có cái chữ được gọi là care for. Care for là quan tâm theo kiểu chăm sóc. Còn đây cái động từ nó lên hành động luôn. Careful là động từ, là mình quan tâm theo kiểu chăm sóc về hành Nhớ, động. nhớ hồi lúc đó cái đó là take Very good. Thì mình đang có care chính xác luôn. Mình đang có một cái hành động là take care of. Ok. Take care of. Đây được gọi là chăm sóc trong tiếng Anh. Tôi quan tâm đến, từ Việt Nam gọi là quan tâm, là nghĩa thứ nhất là chỉ đơn giản là mình nghĩ đến cái đó thôi. Mà Việt Nam làm nó cầu kỳ. Cái ngôn từ của mình đó, nó làm cầu kỳ lắm. Mà tôi quan tâm đến việc này, đơn giản là tôi chỉ nghĩ đến việc này thôi, mình nghĩ về nó thôi mà mình dùng từ quan tâm. Còn cái cách thứ hai của từ quan tâm của Việt Nam là đúng nghĩa là chăm sóc luôn, là từ care for. Còn chăm sóc thì anh mới có từ chuẩn của nó là chữ take care of. Mr. Way, take care of. Ok, tôi quan tâm đến nhiều thứ trong cuộc sống của tôi. Tôi quan tâm đến nhiều thứ trong cuộc sống của tôi, ví dụ như là giấy tờ ở thời điểm hiện tại. Mr. Way, please. Tôi quan tâm đến nhiều thứ trong cuộc sống của tôi, ví dụ như là giấy tờ ở thời điểm hiện tại. I'm concerned about my Ví dụ như là trong câu, ví dụ như là anh mày đang nói thì anh mày tốt luôn. Ví dụ như là I such as, search yes, nhân từ xong. Tôi quan tâm đến nhiều thứ trong cuộc sống của tôi, ví dụ như là giấy tờ và cuộc phỏng vấn sắp tới. the paperwork Và cuộc phỏng vấn sắp tới. interview interview upcoming interview. Upcoming interview. Tôi đang mong chờ cuộc phỏng vấn sắp tới. Tôi cảm thấy rất là lo lắng và hồi hộp. Lo lắng là gì, Mr. Way? Worry about, lo lắng là khác, mà anh quay hồi hộp nó lại khác nữa. Thì lúc này anh quay sẽ có chữ được gọi là nervous. Nervous, mình lo lắng rồi mình hồi hộp, tự nhiên cái mình loạn lên luôn, mình bối rối luôn.
loạn mà lúng túng, loạn lên, loạn lúng túng thì được gọi là bối rối trong tiếng Anh, là không, nó không nhớ tùm lum tùm la hết. Thì anh quay sẽ có từ gọi là confused. Confused. Yes, confused. Confused. Very good, confused. Bối rối. Yes, very good. Tôi cảm thấy lo lắng và rất hồi hộp cho cái cuộc phỏng vấn sắp tới. Mr. Webley, tôi cảm thấy lo lắng và rất hồi hộp cho cuộc phỏng vấn sắp tới. I feel worried and nervous. Cho cuộc phỏng vấn sắp tới ạ. Cho cuộc phỏng vấn sắp tới. I feel worried. For upcoming interview. Yes. For the upcoming interview, very good. Worried about, nervous, confused, confused. Worried about, nervous, confused. Tôi ok. Tôi đang mong chờ sự thay đổi trong cuộc sống của tôi. Nhưng tôi gặp rất nhiều thách thức và sự xung đột từ cuộc sống và công việc. Tôi đang mong chờ sự thay đổi trong cuộc sống của tôi, Mr. Way, please. Chờ. Mong chờ là chờ đợi đó anh. I'm waiting. I'm waiting the upcoming interview. Yes, very good. I'm waiting for the upcoming interview. All right, I am waiting for Waiting the upcoming interview. in interview. Tôi chuẩn bị tất cả, tôi chuẩn bị rất nhiều cho cuộc phỏng vấn này. Tôi luyện tập nói tiếng Anh ở nhà. Tôi chuẩn bị rất nhiều cho cuộc phỏng vấn này. I prepare for a lot this interview. Yes, I prepare a lot for this interview. This interview. Hello, Mr. Wei. Hello. All right, Mr. Wei. Okay. Poster. Tôi chọn ngành này tại vì nó phù hợp với cái sở thích và cái thói quen của tôi. Tôi chọn ngành này tại vì nó phù hợp với sở thích và thói quen của tôi. Phù hợp là gì, Mr. Wayne? Tôi chọn Suitable yes ngành à teach job job
hoặc là mình dùng đúng cái từ ngành là mình sẽ dùng từ field để chọn đúng không? Tôi chọn ngành này tại vì nó phù hợp với, tại vì tôi chọn ngành này tại vì nó phù hợp với sở thích và thói quen của tôi. Sở thích, hobby, thói quen, habit. Tôi chọn ngành này tại vì nó phù hợp với sở thích và thói quen của tôi. Mr. Way, please. Choose this field because this is suitable. Tại vì nó phù hợp với sở thích và thói quen của tôi. Mình đang có cái từ gọi là phù hợp với trong tiếng Anh. Anh quay mà dùng cái chữ phù hợp với thì luôn luôn là dùng một chữ trong tiếng Anh là suitable for. Suitable Chứ for. người ta không dùng từ suitable with trong tiếng Anh. Tại vì nó phù hợp với thói quen và sở thích của tôi. English please, Mr. Way. Suitable for hobby and my habit. Very good. Ngành này, ok, trong ngành này, khi tôi làm việc trong ngành này, tôi sẽ có thể nấu ăn và phục vụ mọi người. Tôi rất thích dịch vụ. Mr. Way, please. Khi tôi làm trong ngành này, tôi có thể nấu ăn và phục vụ mọi người. Tôi rất thích dịch vụ. When I work in this Yes, when I work field. in this field, khi tôi làm trong ngành này, tôi sẽ có thể nấu ăn và phục vụ mọi người. Tôi rất thích dịch vụ, Mr. Way, please. Tôi rất thích dịch vụ. Khi tôi làm trong ngành này, tôi có thể nấu ăn và phục vụ mọi người ạ. I are able to Yes, và phục vụ mọi người. cook and serve everybody. Yes, and serve everybody. Tôi rất thích dịch vụ. Cho nên đây là lý do tôi làm trong ngành dịch vụ. Mr. Way, please. Tôi rất thích dịch vụ. Cho nên đây là lý do tôi làm trong ngành dịch vụ. Really Yes, I really like. really like the Yes, cho nên tôi quyết định làm cho ngành dịch vụ à. Cho nên service. tôi So I solve I solve Tôi quyết định làm trong ngành dịch vụ à. Quyết định là gì? Tôi quyết định làm trong ngành dịch vụ à. giải quyết solve giải quyết quyết định Yes. Quyết định là quyết decide to, còn solve thì gọi là giải quyết. decide Tôi quyết định làm trong ngành dịch vụ. decide I decide I decided to Làm trong ngành dịch vụ à? Dịch vụ à? service Very good. I decide to work in service field. All right, Mr. Wei. Okay. Very good, Mr. Wei. All right, thanks a lot, Mr. Wei. Have a nice night and bye-bye, Mr. Wei. Ồ, teacher. Yes. Ồ, thứ tư này chắc anh nghỉ teacher. Dạ. Nhà nhà có việc. Dạ rồi. All right. Dạ rồi, để em ghi lại, hồi em quên, lúc đó em gửi link. Không gì đến ngày hôm đó anh cũng kêu về nhắn tin cho à. Dạ rồi. Tại Có gì vì thôi nơi đứa cháu mà làm nhà.
À, dạ rồi, không sao đâu à. Tại mình có thức ca thứ bảy chủ nhật của mình là trừ hao à. Hy vọng mạng nó không lát thôi. Nãy giờ chứ chờ viết lên đâu có kịp đâu, bên này đọc không kịp, mồ Ồ. hôi nó mới nhảy lên. Vậy là nó cũng lát như thường luôn hả anh Quay? Viết xong rồi chờ đọc mồ hôi rồi bắt đầu mới dậy lên, ta mới nhìn thấy cái chữ anh mới đọc lâu á. Dạ, em cứ tưởng là bên em bị lát thôi chứ bên bên anh không có bị gì hết, ai ngờ cũng bị lát như nhau luôn. Anh cứ chờ viết viết chữ Việt xong rồi nó đang chữ Anh nó mới từ từ nó mới nhảy, cho nên chờ chữ mới đọc được. À, dạ rồi. Hèn chi cái lúc mà ứng vô thì cũng phải đợi một chút xíu rồi nó mới vô đúng không anh Quay? Nó Đúng. quay vòng vòng nó mới vô được. À, ý là em gửi cái link xong anh Quay nhấn cái link vô xong anh Quay phải đợi một chút xíu nó mới vô đúng không anh Quay? Đợi nó quay một lúc rồi nó mới vô. Dạ rồi, không sao, mình vẫn kéo một xíu để cho nó ra được. À, chắc là sẽ không Lại trời, nó mưa không thấy trời đất. vậy là chắc là nó cũng ảnh hưởng đến cái mấy cái dây đường dây của nước mình rồi anh Quay ha, chắc là Nó bị vậy. áp thấp á. Dạ nó tùm lum luôn rồi. Ở trên này mưa thôi, mưa tối trời. Là lãng mạn luôn. Mưa bỏ chạy luôn, muốn ôm chăn trong nhà không. Cái đó là ngồi uống trà là đã luôn Không không uống trà không đã đâu chứ chờ. rồi. Giờ đi 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 làm một con gà nấu canh gừng là ngon nhất. Đúng rồi ạ, cái gì mà là lá lá gì em quên, là lá é gì ngon lắm Gà rồi. lá é cũng được đó, một là gà lá é hay gà nấu canh gừng thôi Trời ấm lòng đã á. Bốn thằng làm 4 lít nữa là khỏe luôn. anh ơi. Mà xưa cái đó ngon lắm, cái lúc mà cái thời gian mà nó mưa mưa mà nó lạnh lạnh như ở Đà Lạt mình á, cái mình ăn cái đó vô đã lắm anh ơi. Uống uống vô nó không có cảm giác mà nó gắt luôn đấy, nó cứ nó lạnh quá, Ồ. cái rượu nó mất cái nồng độ cay luôn đấy. Trời. Lạnh như thế thì chắc là phải mặc ba bốn áo mới vớ này này nọ nữa mới ổn anh Quay ha. Hiền thì còn mặc chứ còn ăn gì có bắt cái áo gió là được. Trời, ở dưới Với lại đó ở trên này cũng quen là cũng chịu được à, chỉ có ở dưới mình dưới Sài Gòn đang nóng nóng chạy lên cái là sợ hay bị mấy cái đó thôi. nhờ em thích quá nhỉ. Ở Sài Gòn người thì ở Sài Gòn thì thích, rất là thích ở Đà Lạt cho nên ai cũng mơ mộng ở Đà Lạt hết rồi. Mấy ngày lên Đà Lạt thì tôi ở trong phòng chứ đi đâu, đi tour toàn là trốn vào trong Bixi ở không à, Trời buồn. tại vì Ngủ không có chỗ để núp á, cho vô trong Bixi đứng hết. Rồi đến chiều cái là bắt đầu nó bớt 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 lại lùa nhau ra đứng đầy hết cái quảng trường. nó cũng đi chơi chơi vậy là bị tù túng rồi. Cái này đi thì chắc là phải đợi cái mùa không mưa của Đà Lạt mà gần mùa xuân tháng Đúng, 11 không? mùa này nó đang bị áp thấp. Còn vài bữa nữa, nhưng vài bữa nó lại lại vô vô đến cái mùa mưa đó. Đã chuẩn bị vô tháng 7 là dặm mưa nữa. Vậy chăng Đà Lạt là sắp sửa Sài Gòn của mình là sắp sửa mưa rồi anh ơi. Mà thấy mưa ít quá, không qua mưa nhiều nên người ta đang buồn quá trời. Mà nó chỉ cần nó mưa cho cái lại lũ lụt tùm lum hết. Đúng rồi, không lột đầy luôn. Nó đổ trong một cơn lúc đó đi không nổi nữa. Nhưng mà bên kia chỗ mình ở vẫn 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 đỡ, Dạ nó hên là may mắn không không có lũ bên lụt chỗ mình đỡ đâu có bị mà. cái Mà lúc gì đâu, em sợ là về sau nó cũng mất mát rồi nó ngập bên cũng chúng mình là xe ra vô thoải mái luôn. tại vì mình sợ về sau thôi, về sau Thì mình do cái hệ thống của nó thôi, dạ đúng rồi chỉ sợ là cái hệ thống của nó thôi. Nhưng mà nếu như nó làm cái trạm ở ngay đó, nó hệ thống của nó phải tuyệt vời hơn. dạ. Nó làm cái trạm metro ngay chỗ công viên thì nó phải tính hết mấy cái hướng đó rồi, Dạ. chứ không mà ngập lụt vô nó đổ cái trạm đó thì thôi, chứ ở dưới đó chứa hết luôn. Nếu mà mốt mà có cái tiếng metro mà đi Đà Lạt mà nó ngắn hạn là tuyệt vời luôn á anh Quay. Sáng sáng lên lên Đà Lạt ăn xong cà phê trưa về cơ Sài Gòn ăn cơm tấm. Dạ.
mà không biết khi nào mới có được cái tiếng đó thôi. Giờ xe khách chạy mà ổng quá Đó. chắc lâu Anh lắm. thấy có cái tiếng đó chắc 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 trên này em săn cỏ. Kêu anh phải nói khi kêu quá vậy trời. Chờ chờ đợi muốn đi, đi từ từ cái chỗ đó đi ra Suối Tiên để chờ biết bao nhiêu năm mới thấy gì hết. Mấy ông này làm việc chán lắm. Bây giờ nhìn ở ngoài Sài Gòn hoang tàn lắm. Không, người ta bị ảnh hưởng, kinh tế là bị ảnh hưởng, giải tỏa rồi tùm lum cái người ta để bán cho thuê nhà, cho bán nhà, cho thuê mặt bằng quá trời luôn. Nhìn nó hoang tàn, nó ghê gớm, nó còn hơn mùa dịch nữa. Mà nó là được cái là nhờ như vậy là người ta cũng có cái hướng của người ta hết rồi, xong cái là người ta đâu có ở đó nữa đâu, Bắt đầu người ta một chờ. phần là người ta cái mặt trước là người ta bỏ chạy hết rồi, người ta đi tìm mấy cái vùng đất sinh sống rồi mới lại rẻ xây được nhà cao rộng. Giờ nhìn buồn lắm, anh quay lên đây nhìn thấy chán, nhìn nó hoang tàn bực bội lên. Không, Giờ cái đối với anh dưới, dưới đó là anh chán lắm rồi, cho nên không còn gì chán hơn nữa đâu. ngoài Cứ nhốt ở trong phòng rồi chui qua học, học xong đến chiều đi tập, tập xong rồi ăn uống rồi chốt trong phòng. nếu mà Còn không trên này lâu chán lắm. còn còn trên này học 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 cái nếu như cái cảm giác mà không học được thì thôi gì nhắn tin chứ chờ cái là nghỉ vẫn khỏe. Là đi ra đường đấy rồi gặp anh em làm tí rồi mới về nó lại thoải mái người. Nó lại đỡ tù túng hơn. Mà ở dưới có rừng có cây nhìn nó lại 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 ổn áp và tinh thần hơn, em rất Cái thích. này một cái với lại hàng xóm đồ từ nhỏ tới lớn á, cái chỉ cần cái là cứ xuống nhà cái đi vòng vòng trong xóm nó thâu quậy phá rồi, còn dưới đó rồi ra quậy phá rồi cái nó nhìn mắt nó trợn trợn nó ghét. Ở dưới đây tuyệt cực vô duyên lắm, mấy người dưới đây sao sao. Không có đoàn kết với lại không không phải là một xóm ở Như giống là như là cái người này mua xong về làm quen nhau sống thôi chứ nó không có từ xưa đấy, còn thì trên đúng này là sống là nguyên cái bản chất luôn, là nhà không con cháu ở lại hết không có bán ra. rồi. Chà, mơ mộng rồi. Ở dưới đó là cái kiểu mà sống mà để duy trì ấy. Còn trên đây là sống chỉ để làm thôi. Trên đây chỉ sống mà Ở làm. dưới, Sài Gòn là chỉ có đâm đầu vô làm xong đấy, coi khúc nào cái được đi chỗ nào chơi thì đi đi chữa lành xong rồi khỏe thôi, mà chữa lành xong cái đi về lại vẫn là cái công việc đó là cũng vậy thôi, chứ còn ở trên này là đi đây nếu không cần làm thì ở xung quanh đây đi qua nhà ké bữa hai bữa vẫn được. Very good. Em là thích ở dưới Đà Lạt. Chỉ mơ mộng thôi. Hay hy vọng. Về thì tiết chờ cứ giãn rồi lại cày tiếp thôi, cày được nhà rồi cày được làm sao rồi kiếm được một cái mảnh ở trên Đà Lạt yên tĩnh, cái là làm một cái nhà đơn giản thôi nhìn, nhưng mà nhìn kiến trúc nó nhìn nó cổ cổ tí là thao lên đó cứ nghỉ cái là chạy lên đó liền. Lại là tu nữa, tu Đó, cái lệnh đó thì mình thì đó ở dưới nhà, nhà thì cũng tu từ sáng thì cũng đến tối cũng chừng đó mình chỉ có thì đổi mặt tu tiếp tục thôi. lại tiếp tục ra, nhưng mà giờ thì chứ nếu như một người đã cày cái này thì dám cày thêm một lô trên Đà Lạt nữa được à? Rồi bắt đầu cày tiếp tục để tạo ra con cái và tùm lum À, tùm la nữa. thì nhiều lắm thì mình từng bước thôi. Mệt mỏi anh vậy ha, sao làm người thấy mệt mỏi, không có gì mà ngủ một cái xong cứ dậy cái mở mắt ra cái mọi thứ nó y chang như mình mong muốn vậy đó, cho nó khỏe. Nếu như mình nếu mà căng thẳng nữa thì lại trốn vợ xách cái nồi cơm điện đi theo Minh Tuệ Ông đó là tém nhất trong một đời em luôn á. Mà không, ông đó nhưng cũng mà nhiều cái hay nhiều lúc không. đầu thì mà đưa lên nhá anh kêu nghĩ chắc cũng bình thường, ai ngờ cái bắt đầu theo dõi ông cái bắt đầu thấy lại thấy cũng hay hay.
Thấy có nhiều cái để cho mình suy nghĩ. Dạ. Hôm đó vui lắm mà coi ban đêm mình coi coi tin tức hay YouTube, mấy ông nội YouTuber canh hoài cứ coi mấy cái clip đó, nhìn vui lắm anh ơi. Mốt mà ổng mà đi đi tới Hồ Chí Minh rồi qua Đà Lạt nữa là vui nữa. Mà là không được đi rồi, là chắc chắn là không được đi rồi. Bị nhốt rồi. Nếu mà chỉ có là ở trên đó thì đất nhà ông thì ông có làm gì trong cái khuôn viên nhà ông chỉ được thôi, chứ mà đi một cái là thì bị dân chúng bu cái đó thì nhà nước nó đâu có cho đâu. Dạ đúng rồi. Chỉ có nếu như mà vô trong cái vườn của ông trong đó, ở trong đó giống như mà chui vô trong đó hết á, là không không con chen ngoài đường á thì lại đỡ, là nó vẫn cho tụ tập giống như kiểu như tôn giáo thôi. Dạ. Nhưng mà còn là căng thẳng mà nhét một hai mấy ông phản động giống như đợt ở trên trên Tây Nguyên mình cầm súng bắn tùm lum kia, nó là nhét vô trong đó nó giải thể luôn. Giờ mà phản động gì nữa, mệt mỏi lắm, giờ chỉ có lo làm, lo ăn, lo ngủ là sướng nhất anh rồi. Tại vì được bơm tiền đằng sau không làm cũng có ăn, là kiểu đó đó. Dạ đúng rồi. Ôi. Không làm cũng có ăn thì chỉ có đi theo mấy con đường đó thôi. Rồi đi Dạ. chợ, một bài đi chợ. Anh quay Cái nhớ nhắn này đưa đi. mấy từ cái lại nhớ 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 lại. Đâu có em đang bồi, đang bồi theo cái sách á, đang bồi ráp ráp vô được mà. Mấy từ thôi nó bắt đầu lại nhớ 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 lại mấy từ lại, mấy cái Dạ. từ mà nghe cái kịp này là nhớ lắm luôn đó, mình vẫn không nhớ từ tiếng Việt. Mình không cần nhớ từ tiếng Việt đâu, mình lấy tiếng Anh cho nó ổn đi rồi sau bắt đầu cái mình sẽ cân bằng giữa Việt và Anh. Chứ giờ tiếng Anh chưa ổn mà cân bằng giữa Việt và Anh là chết luôn. Thì cũng đỡ đỡ rồi, Yeah. nhìn nhìn cũng đỡ đỡ rồi. All right. Rồi bye bye kích chợ. Bye bye Mr. Way, see you. Good night See Mr. you. Good night, teacher.